nó ghi nè chị, ghi da đó, lấy mụn mà không tiêm lấy trước nha, lấy cái đồ mà cô lấy cho con làm xài một lần đó cho nên mẹ yên tâm nha. Mẹ muốn xem mẹ lại xem lại đây xem nè. Mẹ xem trong máy nó đã rồi. Dạ. Nè. Cái này mình xem mấy cái này đi. Mỗi tuần qua đây một lần nha. Hàng học ở đâu con hả? Không, em phải nghệ không? Trường nó nghệ. Mình nói nhẹ. Chị Thảo là được hòa với bé. Chị được hai đứa. Cháu này bé 5 tuổi. Ủa, lớp 9 mà mít 82 rồi dễ sợ. Này tương lai chắc mít 9 quá. Hãm bằng cách nào chị? Chị có cách nào hãm để cho ăn chiều cao không chị? Cái này phải cắt uống sữa là đúng rồi vậy, uống sữa lên mụn vậy. Mẹ có gót nhỏ chỗ này thôi mà quá trời mụn luôn này mẹ. Mình phải lấy sạch chân ra thôi vệ sinh. Bây giờ tướng tá ngon lành cao to đẹp. Cao to này có cái mặt của nó hơi ấy, mình phải ra lấy cái mặt nó láng không. Cô lấy nhẹ quá trời luôn ha. Nào con cảm thấy không thoải mái con nói cô nha hồi nha. Dạ. Cô cho nghỉ giải lao thì làm tiếp nha. Chị ở Nguyễn Oanh hả chị? Chị ở ngay hẻm 237 mình đây. À. À. Chung cư bên trong. Dạ. Mấy mụn cứng là nó bể lâu rồi nó thành cái này đó chị. Cho nên phải xử lý kịp thời á. Thôi nó viêm nó sẹo vậy. Cái này nặng hay nhẹ cô? Cũng được. Hồi xưa giờ con đi học có mấy bạn trên trường có bị mụn không? Dạ có. Bị giống như con hay sao? Hay ít hơn con hay nhiều hơn con? Ít hơn con. À. Có bạn gái chưa Hoàng? Dạ chưa.
Bị mụn xong là có bạn gái rồi. Tuổi này có bạn gái được rồi. Bây giờ lớp 5 có bạn gái rồi. Cô cháu vào lớp 10 mà. Mẹ đứng đó còn suối luôn. Có rồi chị, em có mấy bé giống như cái bạn mà em hay làm á. Có bạn gái, có mấy bạn luôn rồi á. Anh này có mẹ đứng bên nên là cô thấy hỏi không đúng lúc đâu. Anh này được cái gì cũng kể với mẹ đó. Kể hết với mẹ không có giấu nhưng mà chưa có. Tặng một chị xong. Có bạn gái này cô chị cho nó mướt vừa vừa. Mướt quá gái nó buồn mệt hả? Quá trời luôn nha. Cái nào không thoải mái thì con nói cô nha. Cái này nó rất là nhẹ cho nên nó không có để lại sẹo. Mấy cái này một tiếng sau nó sẽ khép. Sau khi làm liệu trình xong á. Hết tuổi dậy thì nó cũng đỡ hơn đúng không em? Dạ. Nhưng mà ví dụ như nó có mình xử lý sớm kịp thời. Với lại mình biết cách á thì nó không có để lại sẹo. Để lại di chứng sau mụn á. Sẹo. Mụn cứng vậy nè. Cái này cái viêm. Nó nằm ở dưới vậy, nó mình đang khui lên á. Chứ nhìn vậy không phải vậy đâu. Nó có nhằn ở dưới hết vậy. Nè không dễ chịu nó cô nha. Dạ. Đầu đầu đi ra lấy mụn. Chịu khó chút nha con. Lấy cục mụn ra cái nó cộng lông mày nó đi luôn. Cứng lắm luôn á mẹ. Cứng.
Giỏi quá, bây giờ vô đây nha, xong nó cán rồi đó. À, con nằm xích đây một xíu nữa con, nằm xích đây một xíu nữa. À, hơi dễ quá. Bên đây nha, bên đây ít viêm hơn bên kia. Tôi hình xác đây lấy mấy cái mụn này chứ cục bụi lấy sao hóa chút nha con. Em mau đẹp trai nha. Như đây cũng bị nữa. Đó, lấy lần đầu đi kỹ tí cho nó nhanh hết nha con ha. Con
cứ tập trung hít thở sâu. Con thả lỏng rồi, con hít hít thở sâu. Rồi nó bị viêm. Rồi nó nhẹ cho con ha. Bổ quá trời. Cảm ơn chị Vân nha. Chào chị nha. Nó bự bự mẹ. Bây giờ nó cứ ở dưới da nè. Mình xử lý nó lâu dần nó bị viêm áp xe. Nên cô lấy không trừ phát nào. Cục nào cũng lên.
lên nha con. Cố lên nha. Rồi con nhẹo đây nè. Đó, đúng rồi. Con có học bơi không mà không hả? Dạ không. Mấy cục này chứ sẽ bóp mạnh quá nó bẻ mấy cục lớn á, cái không nhìn thấy mấy cục nhỏ, mấy cục nhỏ chứ. Đau, mấy dùng nó đau. Thương chịu tốt chứ con? Nó đâu ha? Có còn cô thủy cho nghỉ với lao à? Dạ. Mày đi làm đi, cứ như địa ngục. Anh sợ từ bữa là. Ấy là anh bạn quá của Hoàng anh hả? Anh bạn của anh này này. Dạ. Bạn của Hoàng quá hả? Nhưng mà bạn làm xong về cũng đỡ rồi. Bị như nặng như Hoàng không chị? Nó khắp mặt luôn ấy. Khắp mặt hả? Ở đây cũng đang thu thu dần rồi. Bà Thương ơi, lấy sạch sâu lau nêm vậy. Để vệ sinh bên kia đây, lát nữa xử lý lại, chưa hết rồi.
Gì thế nè? Đi được uống thuốc được mấy bữa vậy? Một tuần nữa hả? Chị nhìn mắt thường vậy không nghĩ là nó có mụn nhiều. Hoàng ơi, cái răng còn nha. Vậy sao quá giờ biết gì nữa. Giỏi rồi, nó hết mụn nha. Cái nào không được thoải mái nói cô nha. Dạ đi con. Hoàng. Ngay đang không ạ? Ừ. Con có hít sâu, con hít bằng mũi, con thở bằng miệng. Nãy giờ thấy Hoàng nằm đứng dậy như người khổng lồ, cao dễ sợ luôn. Mẹ cũng cao á, cho nên đẻ Hoàng cao dễ sợ. Chắc là bố cũng cao ha chị Thảo. Bố cháu cũng mấy vậy. Chị chắc cũng chị mấy sáu bảy. Hàng gì cũng đâu phải cao lắm đâu. 6'7" hả? 6'7" hả chị? 6'7" không cao. Chị nó ăn rau diêu tốt lắm luôn ạ. Còn bị mặt lại lớn rau như mấy đứa tuổi mới lớn này. Không có cái đầu nó vẫn ra mụn. Dạ, ngón này chị. Còn bự hơn à? Bự có nghe mới nhìn chứ còn mình bình thường mình nhìn vô tưởng không có mụn. Đến khi mà nó sưng lên rồi. Mình nhìn cái tay bạn Thủy là mụn rất là nhẹ nhàng nhé. Kinh nghiệm lâu năm thôi ha. Chứ em làm spa nào thì như chị gặp em chị có cảm giác nhìn trước nhìn em có cảm giác như gặp em ở em chùa beauty rồi hay sao? Dạ em chưa làm đó chị. Cái này nó vẫn còn, lát mình xử lý lại. Xong rồi hút ra. Cố gắng lên nha, cho hết mụn nha, nhờ nha.
thì cái y tế tiết kiệm thời gian đi, không phải đi nhiều lần. Nóng không hả? Nóng không? Yeah. Nóng không? Cho tí mới lạnh mọi người. Để thấy tóc mồ hôi. Tôi cho em một cái khay khác. Khay xong á, để bỏ cái này. Bỏ chúng này nó sẽ bị dơ. Lấy một cục ngay đây. Ừ. Ok. Nha con, cố lên nha. Cục có cần không cô? Cục có cần lấy không? Là sao? Con họ con nói sao cô chưa hiểu? Cô cứ làm. Ừ. Đó ha. Con rất là giỏi. Hết một nha. Rồi. Xong rồi, ra nhận rồi đó. Hút. Giỏi. Hàng giỏi quá trời luôn. Rồi để ra cục nó hút theo. Nãy một mớ máu rồi. Hơi bị mất máu. Mà máu này mình phải lấy ra hết. Có cho cháu nó xuất gì không chị Thảo ha? Có xuất cái thuốc.
thuốc bác sĩ cho ấy, nhưng mà chỉ dừng 3 hôm nay rồi. Yeah. Hôm hết thuốc thì hôm thứ hai, hôm nay thứ tư rồi. Dừng 3 hôm. Uống thuốc của bác sĩ được bao lâu vậy ha? Một tuần em. Từ thứ hai tuần trước đến thứ hai tuần này là một tuần. Một tuần. Đấy nha, đấy nha. Nè, uống thêm. Uống thêm nước cam, nước chanh nha. Uống nhiều nước cam, nước chanh à? Đúng rồi. Chỉ có hôm đầu tiên này là đau nhất thôi phải không cô? Đúng rồi, mấy hôm sau hết rồi. Đó, thấy không? Một buổi thôi. Nhanh con. Cho một mớ ống ống nhẹ mèo mọi người. Bụi bẩn nó tạo thành mụn này. Nhiều nhiều nguyên nhân. Mụn này mụn viêm này. Mụn viêm nặng. Rồi nhớ mẹ cho đắp cái khúc này hết. Xong chưa cô? Xong rồi đâu? Xong con.